Ready? Lại lần đi. Go! Go! Trời ơi. Chút xíu. Cái bạn thấy ghê. Thôi, không quăng ra ngoài. Không quăng ra ngoài. Cả này đi cho ra trời đi. Hello mọi người, hôm nay là đám giỗ bà ngoại của Bi, nên là một tí nữa sẽ có người nhà tới rồi ăn uống này kia chung. Mẹ Bi thì đang chiên chả giò. Chả giò. Giờ chơi chả giò này ha. Hành thanh. Mông đẹp gái. Cười. Nồi gà. Cái này không biết gọi là cái gì. Gà nấu nấm. Có cà rốt. Với lại thơm. Ăn bát cháy bụi chết. Nguyên nồi bự. Chưa ăn. Em mua ở ngoài chợ không có ngọt. Sao lại trả lên nhà? Nè. Có thể ở nhà ăn đồng những cái ngọt. Chúc mừng bạn, ngồi ở đâu? Bi cứ ngồi kế em. Đông ngồi đây nè, đông ở đây, đông ngồi đây nè, đông Bi xin qua. Để cắn mày đó. Để con. Đó lầy. Rồi. Báo tôi biết trước mà. Không báo. Chị à? Nghe thấy gì? Mới về tới nha. Rồi. Ok. Hàng về, hàng về. Hàng về, hàng về. Mở đi. Quy hợp đây. Cái gì? Gì? Cái chỗ mà. À. Osmo Pocket. Quảng cáo. Đấy, màn cá. Ok. Nó còn có một cái máy. Máy gì? Cover. Cover. The case. Máy, the case. Trong cái case nó có chống thấm. Ôi. Hướng dẫn. Acid. Quay lại. Vậy hả? Phải đầu vô trong. Đấy. Cái này cho con này. Cho lót kìa. Chưa. Chưa lấy lót kìa. Lấy vậy đó. Turn on sao đây. À,
Nhưng mà phải gỡ cái này nữa nè. File is not activated. Đó đi hả? Cân à. Gimbal á. Bây giờ là 12 giờ trưa. Gần 12 giờ trưa. Hôm qua 2 giờ mấy mới ngủ. Mỗi lần mà nghỉ không đi làm là thức khuya. Xong rồi cái tới tới lúc mày làm cái ngủ không được, cứ dậy hoài. Vì xài Aloe BHA Skin Toner. Cái này cho tất cả mọi loại da. Hôm nay xài Shiseido. Cái này lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không dùng. Trên này SPF 30, cái này tới 50 lần. Dùng cho ban ngày rất là ok. Phát không ta? Thấy chưa? Kỹ. Còn vết thì cứ vết. Mở ra nó còn này. Tiết kiệm không có già nổi. Còn xài được mém bớt này, nhưng mà còn xài được chắc chục lần. Bởi vì mới mua cái camera gọi là DJI Osmo Pocket. Xong rồi cái giá của nó là 349 đồng hay nhiêu á, ở trên cái website chính của nó. Xong rồi bên mới coi bên eBay thì eBay nó cũng có bán. Nhưng mà cái lúc đó thì nó được 15% off. Nên là tính ra là bên mua cái máy đó cỡ 312 là cộng luôn thuế má shipping này nọ thì nó ship free. Đó thì bị mua cái máy đó chỉ còn có 312 thôi, rẻ hơn được mấy chục. Thực ra thì bị cũng có thể mua được ở trên website chính của nó luôn, là cũng được giảm 15%, nhưng mà bị phải đợi, giống như là tại vì mấy cái máy mới thì phải, nó nói là nếu mà muốn
được 15% là phải chờ giống như là cho qua 60 ngày từ khi mà cái máy đó nó mới ra đó, thì phải chờ 60 ngày thì mới có thể mua được với cộng với 15% off. Nhưng mà vì kiểu như chờ máy mới mà mình muốn xài liền mà mình đâu có muốn chờ đâu, nên là tìm hên sau. Lúc đó thì dịp cuối năm lễ thì bên eBay nó có sale 15% off nên là mua luôn. Nên là được bớt mấy chục. Cái mà Bi không có thích ở cái máy á là không có pin, không có cục pin secure, kiểu như là mình xài là mình phải cắm dây mình chạc. Dù mình phải có một cái cục pin dự phòng, hoặc là mình cắm ở nhà rồi mình đem mình quay, hay là mình cắm mình đi xe hơi thì mình có cái dây cắm, thì mỗi lần mà mình ở trên xe thì mình có thể mình cắm mình chạc, xong rồi mình đi ra ngoài mình chơi thì mình không có cần chạc. Thì cái đó thì cũng bất tiện một tí, nhưng mà hôm bữa thì mình cũng có mua cục sạc dự phòng rồi, tại vì tranh thủ mua để mình có đi du lịch này nọ đó thì mình có thể mình xài cái đó. Giống như hồi kỳ mua GoPro là khi mà mua là phải mua thêm cục pin chạc, rồi mua thêm cái đồ chạc riêng hay gì đó, rồi mua gì memory card. Giống như là khi mà mua máy mới là bị mua đủ thứ giống như là thêm của nó đó. Bữa đòi mua GoPro 7 mà anh Khoa không cho. Tại vì có GoPro 6 rồi. Thì thực ra thì coi thì nó cũng không có khác bao nhiêu. Nếu như mà mình từ GoPro 6 mà lên 7 thì nó cũng không có khác bao nhiêu. Nhưng mà thí dụ mà bạn nào mà có GoPro 4 hay là GoPro 5 mà muốn upgrade lên thì tôi nghĩ là cái đó thì nên upgrade lên cái 7. Còn nếu mà 6 thì nó cũng không có khác gì mấy, nên là Bi cũng kiểu như Bi cũng lên research coi video của mấy người mà người ta compare với nhau á, thì đồng ý là GoPro 7 cái độ mà mượt của nó đó thì dĩ nhiên là nó tốt hơn rồi, nhưng mà so với 6 thì nó cũng không có khác bấy nhiêu, nên là thôi. Cái xong rồi Bi cũng thôi, lúc đó thì cũng muốn mua. Cái xong rồi Bi nói vậy thôi, bán GoPro 6 đi, mua GoPro 7. Cái anh Hoàng nói thôi vậy muốn mua 7 thì anh tự bán GoPro 6 đi. Còn Bi thì lười nữa, kiểu như mua đại. Xong rồi cái cũng suy nghĩ này kia. Xong rồi cái một ngày đẹp trời, cái tự nhiên thấy có người review cái DJI Osmo Pocket. Cái bên này, wow, thích quá. Đổi ý rồi nha. Xong rồi xong rồi cái coi một thời gian, coi rồi nát biết mấy cái video mà người ta review luôn. Xong rồi cái bên này, thôi mua DJI Osmo Pocket. Xong rồi cái anh Khoa nói thì vậy thì muốn mua thì coi nó có sale coupon này nọ không thì mua. Xong rồi cũng coi rồi cái đợt thấy nó sale 15% off mua liền. Bây giờ nếu như mà các bạn còn đi học hay là có quen ai mà còn đi học á, thì mình có thể mình lấy cái email của cái trường á. Cái trường mỗi khi mà mình học vô trường á thì nó sẽ cho mình một cái mình tạo tài khoản email của trường, thì các bạn lấy cái email đó các bạn đăng ký cho những cái website. Có nhiều website nó khi mà mình là học sinh á thì nó sẽ giảm cho mình 15%, 20%. Như kỳ Adidas nó cũng giảm, nó cũng cho học sinh giảm bớt được 15%. Hay là những chỗ mà ăn uống này nọ đó thì nó cũng cho mình được mấy chục phần trăm off đó. Nên là khi mà mình đang đi học thì mình cứ lợi dụng cái đó, mình
được bớt tiền mà, đúng không? Cũng giống như Bi đi làm cái chỗ này á, Bi làm cho UCLA, nó có một cái website dành cho giống như là cho nhân viên á, thì mình chỉ lấy email mình đăng ký, xong rồi mình có thể mình mua đồ hay là mua vé này nọ, mình được giảm tiền rất là nhiều. Giống như Bi hay đi coffee, một vé của nó là 15 đồng, phải không? Nhưng mà khi mà Bi làm ở chỗ này á, thì nó có một cái website dành cho nhân viên mua mấy cái vé rẻ á. Thì Bi mua vé xem phim chừng 8 đồng, 8 đồng một người, 8 đồng một vé đó. Là mình muốn xem ngày nào xem, mình muốn xem phim nào thì xem. Còn mấy phim mới thì mình cũng trả tiền nhưng mà cũng trả ít chứ không có nhiều. Nhưng mà một vé ở ngoài thường mình mua là 15 đồng, còn Bi mua có 8 đồng thôi. Có nhiều chỗ thì tùy ngày thì nó cho giống như là hình như là 3 đồng hay nhiêu á. Nhưng mà mấy ngày đó thì đi giống như là buổi trưa này nọ. Còn Bi thì đi buổi tối với lại đi nhiều cái đi weekend này nọ đó. Mấy cái vé mà Disneyland, rồi mấy cái vé Hollywood Studio, rồi The Zoo hay là Sea World này nọ thì Bi cũng mua rẻ hơn là so với mình đi tới đó mình mua. Rẻ hơn mười mấy đồng hay là hai mấy đồng gì đó. Không nhớ nữa. Tại cũng ít có đi mấy cái đó. Thường là đi xem phim nhiều. Với lại book hotel này nọ. Bữa mua 4 vé tại để dành á, tại vì mình muốn đi coi lúc nào mình đi thôi. Nó không có hết hạn. Không hết hạn với lại nó cũng mình muốn coi phim gì coi, chứ không phải là mình mua vé cho một phim hay là sao. Nên là hứng lên là đi coi có vé sẵn. Với lại nhiều khi mấy phim mới ra thì nó hay hết chỗ. Có cùng mụn. Nhưng mà mụn của em mọc á, nó không có mọc lâu. Mọc thì hôm nay mọc cái mai cái nó mất tiêu. Bi thì cái tai cứ sớ rớm, mỗi lần mình trội lên là nặng. Mặc dù cái đó là không đen nhưng mà có ai giống Bi không? Nặng mụn. Thấy nó trồi lên khó chịu. Lúc nào kẻ chân mày á, lúc nào bên đây kẻ đầu tiên, xong rồi kẻ mượt mà cũng như cái qua đây cái nó phải le. Mới nhận được đồ của Shein, một cái quần đùi. Hôm bữa có hai cái rồi, giờ order thêm một cái nữa. Mặt nó rộng rãi, cái bụng á nó không có bị bó hay là bị cứng cái bụng á, khi mà mình ngồi thì nó cũng giãn ra được chút. Thì Bi rất là thích mấy cái quần này đó. Nếu mà bạn nào mà thích mặc quần short á, mà không có muốn mà bị bó bụng, nhiều khi cái bụng mình bự đó, mình ngồi cái nó phình ra, rồi cái bụng mình nó bó đó, khó chịu đó. Thì nên order cái quần này. Đó. Cái này thì Bi order size L, nhưng mà size S thì Bi cũng mặc vừa luôn. Cái tiếp là một cái áo lông. Áo lông này rất là đẹp. Đó, mặc rất là ấm, nó giống như cái áo nâu của Bi vậy đó. Nhưng mà cái này thì nó là dạng hoodie, nó có tay đây nè. Đó, để Bi mặc thử cho các bạn xem. Cái áo này Bi không thích ở chỗ là nó bị lông của nó đó. Nó bị bay ra đó. Nó bị tơi ra đó. Nhưng mà chắc tại mới á, mặc nhiều lần á. Đó. Nó vậy nè. Vậy thế nó có hai cái tay đây nè. Mặc rất là ấm. Cái áo này thì đỡ hơn cái áo nâu kìa. Áo nâu kìa thì nhìn nó bự quá đó. Nhìn như con gấu hơn. Áo này nhìn được hơn chút. Nó ôm nè. Nó không có dày như cái áo nâu. Bữa áo nâu bữa dày, dày cui. Nên là nhìn mình nó mập ra. Áo này đỡ. Có tay này nè. Hình như lần này mua áo khoác nhiều.
mỏng, không có dài. Mà kiểu lúc mà không có lạnh lắm á, có túi đây. Nó hai cái bóng, một cái vải với này nó bóng nè. Mặc rất là đẹp. Ở dưới đây, ở ngay cái khúc này á, thì nó cũng có thun á. Nên là lúc đầu bị nó ủa, sao hình như nó hơi chật. Nhưng mà mới phát hiện là nó có thun. Đó thì nó ôm cái phần này lại. Có túi này. Tay cũng hai lớp. Mặt nó mát chứ nó không có phải là dành cho người đông, nhưng mà những lúc nào mà mình cần một cái giống như là mình mặc ở trong mà bị hở quá đó, thì mình phát cái này vô. Cái này cũng là size small, mặc dù là bị mặc lên nhưng mà cũng là cũng là size small hết. Và cái tiếp cũng là cái áo khoác cực kỳ thích cái này, đằng sau lưng có chữ squat. Đó, cái sàn tuy của nó nè, đẹp không? Cái áo này giống như giống áo gió hả? Cái chất liệu của nó bên đây nó có lần ghi gì regional không để luôn. Cái này thì không có túi. Ngoài cái hướng này còn thấy bị nặng. Và Shein có cho mình một cái coupon để mà các bạn có thể khi nào mà các bạn mua thì các bạn có thể bỏ cái coupon nó vô, thì các bạn giảm giá 10%, 15%. Bi thì không có điều gì hết. chỉ là dành cho các bạn thôi. Cái cuối cùng Bi nghĩ ở ngoài chắc là đi New York, đi mấy cái chỗ mà có tuyết thì cái này thích hợp hơn. Nó dài nữa, dày mà còn dài nữa. Đó, áo này ở ngoài bán chắc cầu 60-70 hoặc hơn, 100 mấy cũng có, nhưng mà ở Shein chỉ có 32 đồng. Cái này là size S nha các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn order size M thì cũng được. Đi nghĩ là nên đâu là size M. Và khi đi mặc thì cái tay nó cũng kiểu như nó cũng hơi ngắn rồi không? Tại vì trời lạnh thì mình muốn khâu vào cái tay mình lại. Nó cũng có cái nón ở đây. À, nó vậy nè. Nó rất là dài. Dài tới đầu gối. Nó vừa dây kéo, vừa nút. Vừa dây kéo vừa nút ha. Đó, ấm luôn á. Cái chất liệu này mặc rất là ấm. Nếu như mà mình mang giày boot cao thì nó làm ấm cực kỳ luôn. Giày boot cao qua là gối là trời ơi. Nếu như mặt hàng nào mà hay mua ở Shein hay là có thích những cái gì mà Bi đang chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể order qua Shein. Nó ship hình như là toàn cầu, toàn thế giới. Hình như nó cũng short ship về Việt Nam nữa. Thì Bi sẽ để cái coupon code ở đây hay là ở dưới phần description box. Nó chứ cũng không ngắn quá nè, thằng tay này nó ok size S. Bây giờ thì tụi mình đi ăn.
being stuck here in this place. No, I wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I wanna still act like we are 22 right now.